shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Big Seven Đại Chiến. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ui, và bây giờ nhìn cái dây chuyền Mega nó đẹp phải chữ bạn ơi. Giờ mình mới để ý nè, nó có viên đá chính giữa cộng dây chuyền này luôn. Xịn sò vậy. Ui, có một em boss giang mô ngoài đây các bạn ơi. Để mình ra mình dứt ẻm luôn nha. Ôi, lâu rồi mình mới vô đây đánh boss lại đó. Thì thời gian offline mình đã có cho mấy em Pokemon mình lên cấp hết rồi nè. Ray đã đạt được cấp 90 rồi. Raiden thì đạt được cấp 85 luôn. Ây, đây đây, giang mô các bạn ơi. Em nó đây nè. Mình sẽ xài cái em Raiden để mà dứt nó luôn nha. Wow, chạy đi đâu hả? Ôi, nhìn Raiden mình ngầu bế trướng hả? Đây, Recipe Blade. Tập hôm trước á mình có gặp Movilaner và học lại các cái chiêu chuẩn cho mấy em Pokemon rồi. Rất là xịn sò đó các bạn ơi. À, và mình đã được cái upgrade nè. Sapphire cũng như là Risto rồi đó. Rất là nhiều đồ đạt nữa nha các bạn ơi. Và các bạn có thấy gì không? Đây chính là cánh cổng để đi qua địa ngục đó các bạn ơi. Đó, được làm bằng Obsidian. Và mình có trang trí thêm mấy cái Jack-O-Lantern, những cái đèn bí ngô để cho nó sáng hơn một xíu đó. Thì thời gian giữa hai tập á, mình đã tiến hành đi đào kim cương nè. Mình đã có được mấy viên kim cương và tạo cho mình một cái cúp rồi nè. Và chúng ta sẽ cùng lên thăm qua cái cổng địa ngục nhé các bạn ơi. Nó nằm ở tuốt ở trên đây luôn. Mỗi lần muốn đi qua địa ngục á, chúng ta phải dùng một cái mon bay để mà qua nha, chứ không có đi bộ qua bình thường được đâu. Nhảy qua nhảy lại cho vui. Trời ơi, nó ồn nha. Và trước khi bắt đầu video này thì mình sẽ tiến hành đi vào trong này và mở hòm đồ của fan tặng nha. Các bạn có thể tặng qua cho mình bằng cách comment ở phía bên dưới nha. Và để coi tập ngày hôm nay mình sẽ có được cái gì nha. Ui, và mình có được một cái Espeon. Ui, các bạn comment cho mình rất là nhiều cái này luôn đó các bạn ơi. Đây là máy share kinh nghiệm cho tất cả Pokemon đó, cũng như là một cái XP share. Ôi ơi, có cái on rồi cho tôi cái share làm cái gì không biết nữa. Và ở đây mình có được mấy quả dive ball nè. Wow, ngon lành vãi chưởng đó các bạn ơi. Tại tập trước mình có đi câu cá mà, chắc các bạn thấy mình đang thiếu dive ball đó nên là comment cho mình luôn đó. Và mình cũng đã có được thêm mấy quả wood ball nữa. Hoài hàng chi, tập hôm trước mình bắt Magic Cup bằng wood ball thôi mà. Và ở đây chúng ta có được khá là nhiều với viên Rare Candy nè. Wow, tổng cộng là 14 viên các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Và thời gian offline á, mình có tiến hành đi tạo những cái máy để hồi sinh các hóa thạch của Pokemon đó các bạn à. Và đây mình có được ba cái Fossil Machine nha. Công thức của nó thì rất là đơn giản luôn. Đó, nó từ một cái Fossil Machine tăng. Đó, cái tăng này thì chế tạo rất là dễ các bạn ơi. Rồi, chúng ta còn có cái gì nữa đây? Một cái Fossil Machine top, một cái nắp nè, một cái đế, cũng như là một cái màn hình đó các bạn ơi. Công thức á, đơn giản lắm các bạn à. Nói chung là còn có Obsidian là các bạn làm được hết á. Và Obsidian thì mình đã có được cái cây Diamond Axe rồi nè. Đó, cây này chúng ta có thể đào Obsidian rất là dễ dàng luôn. Và mình còn chế tạo một cái máy nữa, đó chính là cái Cloning Machine này nè. Công thức nó cũng rất là dễ các bạn ơi. Vẫn từ Obsidian thôi. Và công thức nó rất là đơn giản luôn, từ một cái Green Tank nè. Wow, Green Tank thì được chế tạo từ Fossil Machine ra luôn, hay vậy. Và Orange Tank, đó, hai cái. Rồi, và kết nối hai cái máy này lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái Cloner Core. Tập hôm trước thì mình đã có cho Monster mượn rồi. Để bây giờ mình qua mình đòi ổng thử các bạn ơi. Ui, ông Monster. Ông có được con Mewtwo các bạn ơi. Hay quá, để mình qua mình đòi ổng lại cái máy coi. Hello ông. Hello. Hello, hôm bữa mượn cái máy tôi rồi. Bây giờ tôi cho tôi đòi lại cái máy ông ơi. Đây là cái máy của ông đây. Ủa, cái gì vậy ông? Cái máy của tôi đâu ơi? Ủa, được chứ. Đây, tôi không phải lỗi của tôi đâu nha, mà lỗi của con này nè, đó, ông hãy trừng phạt nó đi. Ủa, wow, con này con gì đã quá vậy? Hey, con này là con Mewtwo ngân hà đó, ông thấy ngầu không? Wow, ôi, nhìn nó lấp lánh như mấy vì sao mày, xinh xò thiệt sự luôn. Đấy, ông thấy nó đi đường quyền không? Nó, ông chửi, ông định, nó hù ông đó. Rồi, nó đi đường quyền rồi thì ông cho kêu nó đi cho tôi lại cái máy đi ông ơi. Sao nó, sao nó bị lỗi luôn nè, Eros gì nè ông, gì vậy? Mày, rồi cái nó chui ra họ là hư luôn rồi, cái máy bên này mất tiêu luôn nè. Ui, dây bị đứt luôn. Cái gì vậy? Đền máy cho tôi đi, đền máy cho tôi. Rồi máy, từ từ ông bình tĩnh, ông bình tĩnh. Cái máy này bây giờ tôi không thể nào. Rồi mất tiêu luôn ông. Ủa, đâu rồi ê, bình tĩnh để bồi thường cho ông một cái khác. Ok ông, cái gì mà hợp lý nha. Ủa ông ơi, đây ông ơi, sao cái quạt của ông nó nằm ở đây lại rồi không?
À, ông giấu xong rồi bây giờ ông hỏi hả? Ông hỏi. Có đâu. Tôi thấy ông nào để lên nóc nhà, tôi tưởng ông lấy cái quạt không. Ông đánh điện, ông đánh nó cho nó quạt lên nóc nhà chứ. Ông đừng có mà xạo vậy. Quá trời người vô bình luận là nói ông giống mà ông xạo hả? Trời ơi, mấy bạn mày luận chi vậy? Ông biết rồi kìa. Đền bù cho ông cái này nè. Ờ, cái gì ông? Ôi, giàu quá chứ hả? Rồi không? Ui, kim cương. Ui, ông đào được kim cương rồi hả? Ui, xịn thiệt sự luôn. Rồi không? Nói chung thì nó cái máy đó cũng là máy gia truyền ông, nên là như đây cũng không có đủ đâu. Không đủ đây vậy này, ông đưa lại, ông trả lại cho tôi. Ông có rồi thêm với ông rồi thêm. Được cái gì? Hết rồi, tôi hết rồi. Ai được kim cương bây giờ ông đòi 3-6 cục kim cương. Tôi thấy nhà ông có PC đẹp quá trưởng ha. Không được, cái dạng PC là 2 tỷ của tôi, ông không được. Không được đâu. Ông ơi. Cái máy của tôi máy gia truyền mà ông. Máy vô giá đó ông ơi. Ông mua được đâu. Ông ơi. Ê, sao được. Tôi lỡ xài hư rồi thì bây giờ nó cũng đã hư rồi. Bây giờ cái máy gia truyền của ông cũng hư rồi nên là thôi bỏ. Ôi chắc có gì sáng mai á mình đi câu cá đi ông ơi. Rồi bữa giờ mà tôi không có cần câu. À để sáng mai á tôi cầm hai cái con câu qua tụi ông đi câu cá nha. Ok ông ơi, được. Ok giờ tôi về nhà tôi ngủ kìa. Mệt quá hả? Okay, không? Ui các bạn ơi, không làm hư cái máy cloning machine của mình rồi. Cái máy tạo miêu chưa của mình á. Vãi cái chữ ngà. Nhưng mà ông ơi thường được mấy cục kim cương. Không có thành vấn đề các bạn ơi. Ủa gì vậy? Cho tôi flinh làm gì? Trời ơi ông này không được rồi các bạn ơi. Tự nhiên cho mình flinh. Cho mình đá lửa tính đốt nhà mình sao á. Ui tập trước thì mình có đào được 3 viên kim cương nè. Khá là xịn sò luôn. Nhưng mà trong lúc offline mình cũng có tạo thêm một cái cloning machine rồi. Nên mình chỉ qua mình đòi phí đó bạn ơi. Chứ mình đã có rồi đó. Rồi để mình đặt cái cloning machine đây đi ha. Wow xịn sò thiệt sự luôn nha các bạn. Đó cái máy này chắc không ai trộm nữa đâu ha. Mình chắc cũng nghi là ông bên tôi lại qua nữa bạn ơi. Ui sáng rồi bạn ơi. Ui bên đây có một con Rudy Cooley nè. Để mình đi qua nhà ông Monster mình rủ ông đi câu cá nha. Hôm nay thì ông tính không có nhà hả bạn ơi. À ông Monster ông dậy chưa ta? Hello sáng rồi dậy đi. Tôi dậy rồi ông ơi. Ôi ông dậy sớm hả trưởng hả? Đây tôi có cái con cầu đặc biệt cho ông nè. Con cầu hiếm nha. Đâu. Nhìn cũ mà đã hiếm đó ông. Ủa cái gì vậy? Rare. Đó là Rare Oros mà. Cũng xịn đó. Ông thấy chưa? Okay. Đây ông ơi. Cảm tin ông ha. Bây giờ để tôi kiếm cái chỗ nào tôi với ông đi câu cá nha. Ôi bây giờ tôi phải đi kiếm cái ông câu cá già ông ơi. Wow cái con Mewtwo của ông bay được luôn hả? Được chứ xong trời ơi đỉnh mà. Wow nhìn xịn thiệt sự luôn. Còn đó giờ buổi tối chắc nó đẹp lắm á hả? Ừ đúng rồi, vào buổi tối thì nó sẽ lấp lánh. Wow, hấp dẫn gì ta. Ôi tôi phải... xạo chứ nó còn lấp lánh. Phải, ông lừa mấy dứng. À, ông hay lừa đúng không? Đâu có lừa. Ê, có cái nhà gì nè ông? Ủa, đâu? Nè. À, cái này là cái nhà triệu hồi của con Celebi á. Ui, hơn cái chữ á. Wow. Cái này mà ông có cái con Pichu á, ông bỏ vô đây á, nó thành con Pichu đặc biệt luôn á. Tay nó nhọn hơn đó ông. Wow. Rồi vậy, giờ tôi đập cái nhà này nó có bị gì không ông? À ông, đừng đập. Đây, để tôi đi kiếm tiếp coi. Wow, cái ông già câu cá này khó xuất hiện gì ta? Ông về nhà ông tránh dịch rồi ông ơi. Ôi, dịch quá. Giờ này dịch quá chưởng hả? Ông thấy tôi với ông có hai người đi ngoài đường không? Ơi, mình chưa có khẩu trang đâu ơi. Sợ quá. Ờ đúng rồi hai. Không được rồi. Cách nhau 2 mét nha. Ôi bà này có ngôi làng gì nè. Ui, à đây rồi các bạn ơi. Đây chính là ông câu cá già nè. Ông ơi tôi tìm thấy ông rồi nè ông ơi. Hello. À tôi thấy rồi. À, ông ấy nè. Thì ông già ở đây. Ơi ông dùng cái cần câu của tôi á, ông câu mấy con Pokemon trước đi.
Ờ, câu được một con ma chết cáp đặc biệt á. Ờ, ui hay, hay con ơi trang luôn. Ui ma chết cáp bị lát không ơi. Thôi không được, được. À, cá này bị mệt rồi, không được ơi. Hoài, để tôi bắt nó luôn ha. Hoài, dạng này cũng được. Hơi bị lang bang xíu nhưng mà không sao. Tôi bắt nó được rồi nè ông ơi. Ui, ơi à. Ôi, cái hình như con của tôi với ông y chang luôn. Ờ, dưới đây có một con nữa hả? Con này của ông hả? Đúng rồi, con của tôi á. À. Ôi, con này khó chịu quá, ông tôi bắt không được. Đây, tôi cho mấy quả ở đây là bắt cho nhanh nè. Ok, đâu. Đây. Ui, thiệt nè. Quả này cho Pokemon nước đúng không? Đúng rồi. Ôi, tôi bắt được luôn rồi, tự nhiên ông cho tôi cái rồi, bên đây tôi thấy có ông câu cá khác nữa ông ơi. Ông này đứng trên núi luôn. Đây là đây. Đâu. Con cá, ông cầm mấy con cá ông vừa bắt đi. Ok, ông để tôi thật. Đó, ông cầm cá vừa bắt rồi, ông tới cho ông dài nè, ông nói chuyện với ông. Là ông cho ông một cái nhật ký á. Wow, nghe lạ vậy, để tôi thử coi. Ông già này đúng không? Đúng rồi ông ơi. Đâu, ông nói chuyện với ông vậy? Thôi nè, tôi nói chuyện với ông nè. Ông có cuốn nhật ký nào chưa? À, có rồi ông ơi, có rồi, đó. Có rồi. Ông bấm thử đi, ông bấm thử thấy cái gì không? Ôi, mày nhìn xịn vậy. Ủa, cuốn nhật ký của ông không có bị lỗi hả? À không, nhật ký của tôi không bị lỗi đâu. Ôi vãi à. Nhật ký tôi bị lỗi. Nhật ký không bị lỗi à. Chán bóc luôn. Chán luôn. Tôi có con cá nè. Ừ, nó có nhiều loại cá lắm không? Ông thấy không? Nó có phần trăm nữa. Phần trăm để hoàn thành nữa đó. Ôi, sao ông xịn lên chữ hả? Tôi thấy có một con à. Ừ, thì ông cầu có một con à. Nhân phẩm. Ờ, ơi, đổi không? Đổi. Thôi, không đổi. Đổi à, ông dụ đúng không? Đổi đi, ông ơi. Ủa, con gì nè? Ủa, con gì vậy? Chết chép. Ủa, tôi được con má chiếc cắp. Ông ơi, con má chiếc cắp của tôi màu đen phải không ta? Ôi, ui. Ui, nhìn nó lão vậy. Nhìn xịn mấy chữ hả? Con này nhìn nó như cái tượng ha. À ơi, tôi câu được con cá. Ông câu được cái con nè. Con gì kìa? 160 chàng tôi hồi nãy luôn. Ờ đúng rồi. À, đây để tôi con này tôi phải câu là được, con này con phải cá mập. Ê, ủa cái gì? Câu ra cái gì vậy? Ông câu ra con này con gì vậy ông? Nó bụng bự. À con này. Ôi, con tôi bị nọc độc ông ơi. Phải. Ôi con nhìn quả đái hả? Ôi sợ quá chướng luôn. Ôi. Đây, thành công rồi bạn ơi. Hả? Ôi tôi câu được con bình thường nè. Quậy con này thì thôi để giết nó luôn. À tôi câu được con bị lét cái đầu. Quậy quái nồi thiệt. Thế nồi. Quậy ở đây có nhiều dạng thiệt chứ. Ôi nó không đánh được. Quậy lâu lâu đi câu cá gì xịn không ơi. Tôi câu được con tôi câu được con hổ đâu không? Ủa đâu? Con hổ hả? What the hell? Đúng rồi, con hổ. Giờ tôi bắt xong rồi. Rồi tôi cho ông coi nha. À ok ông. Lừa ông nữa. Ủa ông coi được con magic cap màu hồng nè. À đúng rồi, con này là con. Ui mày... nhìn xịn vãi luôn á. Màu hồng nhưng mà nó là giới tính đực, bãi nồi thiệt. Này bị... con này bị bóng rồi ông ơi. Con này bể bóng rồi, không được rồi, không được rồi. Đây, đây, cho ông coi con hổ của tôi nè. Oh. Ui. Ui, nhìn xịn dạ. Cho tôi đi. Cho nó đi. Ông ơi, tí gần vùng này nó xuất hiện mấy con huyền thoại ao hồ đó ông ơi. Ui, thiệt luôn. Đúng rồi. Chẳng thế nha. Mà hình như nãy tôi thấy là ông có một con rồi đúng không? Đúng đó. Rồi, tôi có một con Shadow á. Để xíu tôi cho ông coi nè. Nó bự okay lắm, không? Bự kinh khủng luôn không? Ờ, đâu rồi. Wow. Quầy, nghe căng như thế nha. Đâu, ông thử cho tôi xem thử coi. Đây ông ơi. Đây, siêu khổng lồ luôn. Bự vãi. Nó bự bằng ngón chân cái tôi luôn mà. Ôi bự dữ vậy. Mày cái con này nó bự vậy, tôi đi ngang qua tôi đạp chết mày. Nó trốn rồi, nó trốn rồi. Ông ác rồi chứ. Ôi. Phải nồi thì tự nhiên nó nhỏ xíu hả? Trời ơi, tôi nó đỉnh lắm chứ. Ôi xui á. Ông câu cá ra, tôi đi vòng vòng đây xíu.
ok không? Ê ông ơi, bây giờ chắc là tôi có việc rồi nên là chắc là tôi sẽ đi một chút nữa tôi quay lại nha ông. À, ok ok, bye bye ông nha. Bye bye ông, bye bye. Bye bye. Ui các bạn ơi, mình gặp được một em Lucario Mega nè. Ui hình như con này là Mega Shiny luôn. Nó cầm cái gậy cũng được Shiny lên luôn luôn nè các bạn ơi. Đó, nó thành cái gậy vàng chứ không phải là cái gậy màu xanh dương như hồi trước nữa. Ờ chứ mình sẽ xử em này luôn nha. Có gì á, tập ngày hôm nay mình đi bắt mấy em Raiolo luôn để mà cho nó tiến hóa lên Lucario các bạn ạ. À, đây Mega lên nè, mình xài chiêu Dragon Ascent nha, tại vì em Lucario này hệ giác đấu mà. Rồi à, mình sẽ tiếp tục xài chiêu Dragon Ascent với em Lucario này nha bạn. Đó, đây là chiêu khắc hệ của nó mà. Ôi, và mình được một viên Lucario Knight. Ui, xịn xò thiệt sự luôn các bạn ơi. À, và có thêm một em boss Pidgeot nữa kìa. Ui, sẵn tiện á, mình sẽ kiếm luôn Lucario cũng như là Rilu nha các bạn. Để mình game Latias của mình luôn nha các bạn ơi. Ui, xịn vãi chữ hả. Ồ, và nó sẽ lên Mega Latias hỏa ngục nha các bạn. À, hỏa lôi chứ. Đây, nhìn hai nó y chang à. Ôi sao con này hỏa lôi mà mấy cánh nó vẫn còn màu đen đen của hỏa ngục vậy ta. Miss Bone tiếp nè các bạn ơi. Ôi con này thì không cho mình cái gì hết. À cho mình hai cái lông chim. À mấy cái lông chim này mình có thể về nhà mình chế tạo đồ được các bạn ơi. Ui các bạn ơi, và Maestric đã xuất hiện luôn rồi nè. Ui phải chưởng hả. Đâu rồi. Ui đây các bạn ơi. Ui và cũng là Maestric. Ui Maestric ơi, em này vẫn là Maverick Shadow luôn nè. Em ngon vãi luôn á. Thì mình sẽ dùng em hóa Shadow để mình bắt nó luôn nha các bạn. Ơi xịn thiệt sự nha. Giờ Force Sweep nó trước đi nha. Ồ, lại thêm một em trong bộ ba hồi xuất hiện nữa. Ngon lên canh đao. Wow, em này thì bự bự hơn cái em Azil hôm bữa rồi đó. Con bữa nó tí hon quá chưởng ạ. Ui, hóa Shadow của mình sao đánh Maverick không có gây nhiều đam nữa ta. Làm lại phát nữa nè. Đó, nó còn một máu nữa các bạn ơi. Rồi, giờ thì mình chắc mình sẽ lụm nó luôn bằng quả Whipball thôi ha. Whipball xong xài Diamond đi ha. Tí rồi xài Tamagotchi sau nha bạn. Ồ. Whipball đang thành công rồi. Bắt hơi khó rồi các bạn ơi. Giờ phải chuyển qua xài quả gì đây? Diamond. Ui hồi nãy mình cho ông Monster á hết một nửa Diamond rồi. Giờ mình còn có 9 quả à. Ui giống như tập hôm trước phải chưởng ạ. Ui có lẽ nào đó là điềm báo các bạn. Thì chắc mình sẽ chuyển qua em Latias đi ha. Rồi, vẫn tiếp tục bắt nó luôn bằng Diamond nha. Ui xịn xò thiệt sự luôn các bạn ơi. À trời nó tối nữa, và chỗ này chúng ta vẫn có thể dùng Dustborn được nha các bạn. Rồi, chắc chuyển qua thử một quả Dustborn đi ha. Ui Dustborn mình mang theo nhiều thế. Ủa mình phải bắt đa dạng Bone lên, làm đánh lạc hướng nó. Trời ơi, đánh cho mình không trường phép nào luôn chứ mà đánh lạc hướng. Đây, Dustborn tiếp nè. Wow, không thành công rồi bạn ơi. Hơi khó khăn chúng ta đây. Chắc phải chuyển qua Tamagotchi vậy. Oh, đây là giải pháp cuối cùng nha các bạn ơi. Tamagotchi. Ui. Chưa được. À nó swear off gì kìa, nó sắp nổ tung hả? Swear off gì vậy? Wow, Sabon có vẻ như là chưa có tác dụng rồi bạn ơi. Chúng ta phải bắt tầm mười mấy quả đi rồi nó mới có tác dụng lần đó. Sabon tiếp đà. Trời ơi, bắt khó khăn quá vậy. Wow, nãy giờ nhiều Sabon lắm rồi đó bạn ơi. Thêm 4 quả anh đi ha. Biết đâu bất ngờ. Ui, lâu lâu rồi kìa. Nhưng mà không được. Ui bái chưởng à. Lừa vãi. Ba quả nữa đi nha. Wow, Maestric Shadow. Shadow gì nó đen thui các bạn ơi. Nhìn cái mình nó như bị nhụm than vậy. Này mà Shadow cái gì à, con Maestric bị lem mực các bạn ơi. Sống dơ quá đó. Nó bị đen cái mình luôn nè. Rồi nó vẫn còn giữ cái bộ tóc màu hồng nữa. Bái chưởng à. Ui bác vẫn chưa được các bạn ơi. Bác hơi khó nha. Đâu có đơn giản đâu. Thêm mấy quả đây. Thêm mấy quả Diamond nữa nè. Để em bắt chờ hết luôn đi ha.
Quả đó là tiết nó như con vậy. Đai bon tiếp nè. Ui, lần này cũng chưa được các bạn ơi. Quả hàng này khó bắt thiệt sự luôn đó. 4 quả nữa các bạn ơi. Wow, công nhận cấp 50 sao thôi mà sao nó khó quá vậy ta. Ui, chưa được, xém được các bạn ơi. Lắc 3 lần luôn rồi đó, còn 1 lần cuối cùng thôi à. 3 quả đai bon cuối cùng vậy các bạn ơi. Trời ơi, kiểu này thì hết bon rồi bạn ơi. Chứ tập sau mình phải chế thôi. Bữa giờ các bạn tặng bon mình nhiều phải chưởng à. Ui, lắc 3 lần luôn các bạn. Rất lâu mới chưởng. Tại vì chỗ này là cái vùng thấp á, và nó cũng không có bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vô luôn, nên là Dust Bowl có thể bắt được đó các bạn ơi. Và nó lắc 3 lần luôn rồi. Hai quả số y chang quá vậy. Quả thứ ba coi nè. Wow, lắc 3 lần nữa coi. 1 lần nè, 2 lần nè, 3 lần nè, 4 lần nè. Và chúng ta đã bắt được rồi các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn. Bắt được Smash Brick rồi nè. Rồi để mình chở các bạn coi nha. Ui, cái PC của mình đi đâu rồi? Ui, cái PC của mình đi đâu rồi các bạn ơi? Ôi các bạn ơi, mình vừa bắt xong cái em Max Switch rồi. Và mình đã mất một cái PC rồi. Chắc mình sẽ lấy nốt cái PC này quá. Ui, khổ ba chưởng à. Đã nghèo còn bị ăn trộm nữa chứ. Ôi, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành chế tạo luôn mấy cái một cái đồ dài chạy nhanh nha các bạn ơi. Đây, đó chính là cái Neuronin Boot đi ha. Ui, nó được chế tạo từ kim cương đó bạn. À, đầu tiên mình sẽ cần một cái Orinin Boot trước. Công thức thì chúng ta sẽ cần một cái giày da. Giày da đấy các bạn ơi. Mình bị thiếu da các bạn ơi, chắc mình sẽ lấy ra nè. Cũng như là lấy luôn hai cục kim cương ra coi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chế tạo một cái Orin Boot, rồi nâng nó lên là Neurin Boot nha. Đây là cái đôi giày á, chạy siêu nhanh luôn các bạn ơi. Ui, xịn vãi chưởng ạ. Chúng mình sẽ tháo cái quần này ra luôn ha. Để cái quần kỳ quá hả. Ok, ngon lành canh đau rồi đó. Wow. Nhìn nó chạy nè bạn ơi. Wow, xịn quái cái chướng hả. Ui, chanh thiệt sự luôn. Bên đây lại có thêm một em Pokemon hệ rồng nữa nè. Ui, mình là nhà huấn luyện rồng mà. Chắc mình sẽ đi bắt luôn cái em này nha. Đây là Redrigon, cấp 62 nha các bạn. Wow, ngon lành với chướng hả. Wow, nó cũng đánh hành Sarot của mình đau lắm á. Tại vì nó cũng cấp cao mà. Ui, phone rip 2 phát là nó sắp hẹo rồi. Ok, mình sẽ phone rip nó một phát nữa nha các bạn ơi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng xem cái em Mesprick mà mình vừa mới bắt nha. Nó sẽ xuất hiện tại những cái vùng Bird Forest, tại những cái nơi mà có hồ nước các bạn, và vào cái lúc bình minh cũng như là hoàng hôn đó. Rồi, Whipbon coi nè. Và ui, em này bắt đơn giản mấy chữ nha. Wow, chúng ta đã có được Let's Sleeping Dragon Lay. Wow, mình đã có được khá là nhiều em bổ mình hệ rồng rồi sao á. Hình như tầm 10 em rồi đó các bạn ơi. Đây, cùng chim ngưỡng nè các bạn. Mesprick. Đâu rồi. Cái em Aegis mình bắt hôm trước luôn nè. Ui, đây các bạn ơi, đây là Aegis mà mình bắt hôm trước nè. Siêu tí hon luôn. Và đây là Mesprick. Ui, hai con này là Shadow hết luôn nha các bạn. Và chữ ngờ. Một con là kích thước chuẩn, và một con là kích thước búp mi. Trời ơi, kích thước này thì ta nói nó nhỏ thôi rồi các bạn ơi. Đây là tiệm cận của kích thước micro luôn đó. Micro đó các bạn. Rồi, đó là em Mesprick nha. Còn em Redrigon thì mình sẽ cho các bạn coi. Đây, Redrigon cấp 62 nha các bạn. Em này, ôi không có thể cởi được. Wow, hơi tiếc nha. Em này thì để mình coi coi. Nó là một cái hệ rồng. Và wow, nó có được 2 chiêu, 3 chiêu khá là mạnh luôn. Có chiêu Super Power này gây 120 sát thương luôn các bạn. Ui, kích thước chuẩn và không cộng không trừ bất kỳ cái chỉ số nào cả. Rất là xịn luôn nha các bạn ơi. Ngon lành liền. Giờ thì mình sẽ cùng so sánh coi thử mấy em Magic Cup này em là mình đã có rồi nha các bạn ơi. Đầu tiên là cái em Magic Cup màu tím đi ha. Ui, con này hình như mình cũng chưa có luôn. Thêm một con chưa có nữa các bạn ơi. Con này bị tím một xíu rồi. Ôi, còn con này màu xanh hả? Phải màu tím đâu. Đấy à. Nhìn hai con y chang các bạn ơi. Rồi, thế là mình đã thêm được một con rồi đó. Còn con Magic Cup màu xám này thì mình đã có chưa ta? Mình so sánh thứ hai con này nha. Nó có khác biệt nha các bạn ơi. Hôm bữa thì các bạn có so sánh thử cái râu của hai con này á. Cái râu của mấy em Magic Cup á các bạn. Đó, giờ để mình cùng coi thử coi. Của hai con nhìn y chang à, có khác gì đâu. Rồi, ok rồi đó. Một con mình đã có rồi. Chúng mình sẽ bỏ qua bên này nha. Mình đó là nơi dành cho mấy em Magic Cup mình đã có đó.
Rồi, em Magic Cup đen này thì sao ta? Mình đã có chưa vậy? Magic Cup đầu đen. Ui, con đầu đen này bự hơn nữa. À, con này thì rồng vàng các bạn ơi. Nó cũng hay ha. À, rồng vàng thì mình sẽ bỏ vào đây. Còn con Magic Cup nhỏ này á, mình sẽ tiễn nó đi nha các bạn ơi. Mấy em đã có rồi nè. Ui, riết rồi á. Cái PC của mình toàn là cá không các bạn ơi. À, con này một con màu sáng, một con màu tối đúng không ta? Con màu cam, một con màu nâu thì phải. Ui, đúng các bạn ơi. Trời ơi, thằng này chưa có hết luôn nè. Cũng ngon lành đó. Ui, và hiện tại mình đã đạt được 17 Magic Cup khác nhau các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Và hôm nay mình bắt được MS Rick nữa chứ. Ngon lành vậy. Nhà có một cái PC mà ai chơi mất tiêu rồi ta. Ai chướng à. Ôi ôi, còn lại có hai cái à. Thôi chắc mình sẽ lấy tạm cái này thôi. Ê, ông Fury, ông Fury. Hello, ông nấp gì vậy? Hello. Ông làm gì vậy đó? Tôi muốn thông báo cho ông một chuyện động trời luôn. Cái gì ông? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con virus corona đã xâm chiếm thế giới Pokemon của mình rồi ông ơi. Đến với thế giới Pokemon. Ủa cái gì vậy? Tôi mới bắt được một con nè. Đâu ông ơi. Đó, đây, ông đứng xa ra nha, đừng đứng gần đâu, lây bệnh. Ui, cái gì ghê quá vậy? Đó, ơi, đâu. Đó, ghê chưa? Ui, tôi thấy cái gì xanh xanh đó ông ơi. Đó, tôi mà thả nó ra, lâu quá nó chạy á ông. Ui, thấy, đây. Thấy cái gì mà xanh xanh á? Nè. Ui, thấy chưa? Tôi, ông xe, ông đi xe tôi ra. Ông đi khỏi chàng vô đây ông ơi. tôi con Mewtwo này nó đang bảo vệ tôi ông. Nó có khẩu trang. Ơi. Nè. Cái gì ghê vậy? Nè, nó tiến hóa Mega rồi, nó có khẩu trang lắm, nhìn ghê, nhìn xịn lắm. Đã vậy, để tôi coi. Ui, nè. Ông có tiến hóa Mega luôn hả? Ừ, đó tôi mới tiến hóa xong luôn. Ui, Mega ít kìa. Xịn chưa? Ui, nhìn đẹp vậy. Ê, ê, ông chạy đâu tới chỗ này đó. Không có gì đâu. Tôi thả ra trong coi sao tôi bắt lại liền mà. Tôi đâu có tiếp xúc với nó đâu. Ok ông nè, ơi. Coi lại nha. Ok ông. Đâu. Tôi quăng vô người ông nha. À, nãy tôi có bắt được con này nè. Ôi, thôi xong. Ôi, sao nó cũng nó con cái cơ thể nó cũng nhỏ giống cái con trước quá ha. Con nãy cho tôi coi á. Không, cái con này nó to hơn xíu rồi. Con lúc trước nè. Đâu, ở lại lộn. Cái đó trước con này nè. À, ui nó bự hơn nè, thiệt nè. Nó bự gấp mấy lần luôn. Mấy con này nó có bị lây bệnh không ta, để tôi quăng ra thử ha. Rồi xong. Ông ơi. Mấy con của tôi nó chưa đeo khẩu trang. Ơi ông ơi. Ông có cách nào chữa bệnh cho nó không? Không sao đâu, tôi nghĩ là chắc không bị bệnh đâu. Ok, thôi ông đi đi. Ông đi, ông cách sao tôi đây. Ơi. Ui. Ui các bạn ơi. Ui ông Monster ông vừa bắt được cái con gì ghê lắm kìa. Cái con Weezin à, nó bị corona thì phải. Ông vừa bắt cái con virus corona vậy các bạn ơi. Nhìn kinh với chữ ngơ. Bây giờ mình phải đây cách xa ổng ra nè. Đó, đứng gần là ổng lây bệnh các bạn ơi. Đó. Ôi. Bây giờ ông Monster đến chết này đây các bạn ơi. Chạy như vậy các bạn ơi. Không đi được. Ghê quá các bạn ơi. Rồi cách xa Monster ra nè. Ông cười các bạn ơi. Ủa cái gì vậy, ông Monster dí mình kìa các bạn ơi. Chạy bạn ơi. Ui có thể ổng là nguồn lây nhiễm bệnh cho Pokemon trong đây các bạn à. Ê cứu, cái gì vậy? Ông ơi, nãy tôi bị rớt vô dung nham mất cái xe đạp luôn rồi. Để... chạy mãi đấy. Ê rồi, sợ phải chưởng. Giờ để tôi về nhà tôi lấy thêm cái rồi. Cái xe đạp nhà tôi để đâu rồi? Ủa? Người mất tiêu luôn. Cái gì vậy? Ủa sao có con cái hả? Ủa? Ủa sao ông đứng gần tôi vậy? Ơi, đừng ông ơi. Đừng. Ủa xe đạp ông nè, xe đạp ông đây nè. Đâu ông? Nè. Đây nè. Ui, ai chạy đụng với hàng rào, dính hàng rào. Trời cái gì vậy? Cái gì chứ kì vậy? Quầy. Ơi tôi đang cầm gì nè ông. Cái xe đạp quay mà giờ tôi biết cái cách làm ông chạy luôn á. Nè. Gì không? Nè.
Ơi, ơi, ơi. Gì vậy? Gì ghê quá ông ơi. Chị xin đạp nhá. Ông lấy đi ông, tôi không nói gì đâu ơi. Ủa các bạn ơi, mình vừa gặp cái em shop ai nè. Ui, gái hả? À, sẵn tiện chắc mình xuống mình bắt nó luôn. Tại vì mình có một cái viên đá mega của shop ai ở dưới mà. À, nó ở dưới hang các bạn ơi. Mình sẽ đi xuống thôi nè. Ui, xịn vãi chưởng ạ. Ui, lột. Lấy cái cây cấp đầu mới được nè. Đây, dây có một em sắp ai với bạn. Đây. Nhìn xinh xò chưa. Đó, nó tính chạy đâu rồi. Em này hình như có mang hệ bóng tối thì phải. Và mình sẽ không dùng cái chiêu phone sweep được. Chắc mình sẽ bắt nó luôn bằng whipball quá. Em này ở dưới hang á, nên chúng ta còn có thể dùng dustball để bắt nó nha các bạn ơi. Ở đâu rồi, đây các bạn ơi. Không được rồi. Ui, còn bắt chưa được luôn. Ôi sao khó vậy chữ ngà. Và đánh hết sau đó mình như con luôn. Đây, dustball nữa nè. Và lần này, yes, mình đã bắt được đó các bạn ơi. À, lại thêm một con sắp ai khác nữa. Nhưng mình sẽ không có bắt nó tiếp đâu. À, ở trên nhà mình nó có một con ca con boss kìa. Trên qua mình, cái gì vậy? Ơi, ông Monster Corona. Ui, sợ với chữ bạn ơi. Để mình lên mình giúp cái con ca con thôi đi ha. Đây các bạn ơi, đây, ca con, em boss đây nè. Đây, sẽ chịu outset chúng nó nha các bạn. Trời ơi, mình phải né né ông Monster đó được. Đây, outset đây các bạn. Ui, nửa cây máu luôn. Và hình như chiều này nó sẽ thi triển hai lần nữa đó. Và chết queo luôn. Ê, cho mình mấy cái bong bóng nè. Không biết làm gì luôn các bạn ơi. Rồi, chắc mình sẽ đi về nhà mình tiến hóa thử cái em Mega Sub Eye thử như thế nào các bạn ơi. Ui, tiền có con Steelix nó xuất hiện ở trên nóc nhà mình luôn cơ. Ơ, nó xuất hiện ở trên ở trên mấy cái Obsidian luôn. Wow, ghê quá vậy. Mình có con mồi quay xuất hiện luôn các bạn. Ui, trong lớp bãi trưởng hả? Ui, mà quay bên đây nè các bạn. Nhưng mà mình lầm nó luôn nha. Ui, bạn ơi, ông... Tôi xong mình ơi. Ai ai ạ? Ui, ông bị lây bệnh rồi. Ai à, nhìn cái mũi này ra. Ui, các bạn ơi. Chắc mình phải tập sống chung. Ui, ông quăng mầm móng bệnh ra các bạn ơi. Đây, để mình kịp lúc bắn MVO nè. Như là em sắp ai các bạn ơi. Ồ, bây giờ mình tiến hóa em này thử coi nha. Sắp ai thì em này là Pokemon hệ bóng tối cũng như là hệ linh hồn các bạn ơi. Ui, em này kích thước Giant luôn nhưng mà nó bị trừ speed rồi. MVO thì kích thước Small nhưng mà không cộng không trừ bất kỳ số nào cả. MVO này á thì nó thuộc hệ thép cũng như là hệ tiên các bạn ơi. Rồi bây giờ sẵn á mình sẽ tiến hóa nó cho bạn coi nha. Trong nhà mình vừa có hai viên đá mega của tụi nó luôn. Trời ơi, không tin được, nãy vừa giới thiệu xong giờ bắt được luôn nè. Đó, phải chưởng ạ. À, còn em Lucario nữa mà mình chưa bắt các bạn ơi. Đây, sắp ai bạn à. Ui, muốn tốn chị vòng vòng rồi, ghê vậy. Đây, sắp ai mega. Wow, nhớ ngầu với bạn. Ui, xịn không ông? Quay nhìn xịn thật sự. Đây tôi còn, quay, nhìn... tôi còn con nữa nè. Wow, con của tôi, cái con này nó đạo kim cương cho tôi á. Ui, ghê hả? Đúng rồi. Quay. Ui sao con này nhỏ wow. Xíu vậy? Con này thì nó để ăn thịt ăn thịt mấy con virus đó không? Ui thầy không? Để thử ha. Không, tôi nói giỡn không ơi. Nè. Ôi, đừng. Ông lại đi dí mình nữa bạn ơi. Ok thì các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.